như ngài đúc cho con vậy. Con ốc hả? Đâu còn gì đâu, lử léo gì nữa đâu. Tiêu lử liếc hết trơn, cũng thấy cái bao tử ở trong Thấy luôn. bao tử rồi đó, Quá ghê. ngập hết hồn. Hôm gài lúc hổm bắt mới đầu nó mập hơn con này nữa, mập hơn nữa. Hổm gài tại đi hoài, lúc hổm bỏ đói mấy ngày hổm gài mới cho ăn Thấy cái bao lại. tử ở trong luôn. Đây còn ủa vậy kìa, nó ấy thì sao anh Năm? Nhau Nó anh đi đưa ngóc vô rồi nó lắc, nó lắc rồi nó nuốt vô à. này, cái bao tử này thấy 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 cái bao tử nó Tử nhấp 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 này, rất là mạnh luôn. Nó trời nhảy đủ nguyện chụp có kiểu đâu. Rồi bữa hỏi làm sao anh bắt nó được à? Nó nhảy cái mương lạng á rồi nó chung vô hang thục, thì đụng mới tính quá mình nó nhảy vô hang thục bắt vô bạn nắng con rồi lần này sao đi. Nó chuột nó hỏi một lần rồi, vuột hết một lần rồi hả? Nó vuột một lần rồi, ba bữa sau rồi đi ra giường cái nó nhảy xuống mưa cái nó chung vô hang ngang rồi thục thục bắt ra tính lại quá thục ra đủ thấy nó giật mình đụng hết hổm mà không có cọng dây mới còn có cọng dây cọc bụng nữa hả? Vậy là ếch này, vậy là ếch này của anh mà. Ếch của ai? Dạ ếch này của anh ấy hả? Gì thì anh bắt đó. Bắt lại cọc cái bụng nó lại cũng như người ta cắt đầu gì đó rồi ăn thịt hay gì rồi nó nhảy ra mày mương giường á, nó lạnh lại vậy rồi rồi mới đi giường bắt. Nhìn cái miệng nữa nè, cái ghê. Vườn rồi anh bắt là anh bắt dính này, mà nó còn dính cọng dây chuối vậy nè, còn cột cọng dây chuối vậy nè, cọng dây chuối mà nó bột muốn bột rồi cái nó này, đóng đe à rồi cái nó này bột nó, rồi cái gỡ cọng dây chuối bỏ xô rồi sao nó nhảy mất tiêu. Cái này chắc đã cắt đầu rồi cái đã cắt vụ. Đầu cũng như cắt đầu con thịt rồi không biết sao nó nhảy trồi trồi vậy, nó vuột á, vuột ra, vuột ra rồi không biết làm sao mà nó ăn đủ cách, sao tao cũng biết này không biết làm sao mà nó ăn mà nó lạnh lại được cũng hay ấy chứ. Trời ơi, đủ mang gì hết mình về mình cắt đầu chút xíu chết rồi, chút xíu chết rồi đúng con... mà... nói chung là con này mạng rất lớn. Hết này có duyên mất rồi, bắt rồi mắc, nhảy mất rồi hai ba bữa sau vậy đó. Ra sao đủ mà thấy nó nhảy xuống mương, nhảy mương chung ngang cái thục thục bắt ra đủ mà thấy nó gọn gàng, nó hổm vuột rồi vô hai cha con tao khoe chị năm mày nói trồ tao lớn chứ đâu phải còn nít đâu mà gạt. Nó cha con tao gạt thì sao đủ mấy bữa sau đủ mà đi bắt đi ra giường nó nhảy vô hang thục. Sợ nó đi nó không thấy đường đi, nó đi vòng 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 đó. Lúc mà bỏ ông xô bắt bữa đầu bỏ ông xô đó mà sách đó mà không biết nó gớt chỗ nào, nó nhảy ra nào đâu có hay. Nhảy ra không hay rồi đâu ba bữa sau bốn năm bữa gì đó mới đi ra giường đó. Ếch quá trời mập luôn. Ếch này hai mùa. Ếch đã ghê.